số bán kéo Tajima Nhật vừa mới về hàng lại mọi người nhé. Tiền đây cũng giới thiệu với mọi người một số ưu điểm của cái súng bắn keo này. Về ngoại quan thì cái này rất là chắc chắn này. Đấy, được sơn tĩnh điện tỉ mỉ này. Sơn tĩnh điện và hàng ngoại hàn rất tỉ mỉ nhá. Chắc chắn này. Với lại cán cầm được làm từ nhựa gia cương sợi thủy tinh. Vừa nhẹ mà là nó bền. Giảm trọng lượng cho cây này. Đầu tiên là cái chức năng chống nhỏ giọt của trên cái súng này. Chống nhỏ giọt có nghĩa là khi mà mình bóp ấy thì đây mình sẽ test thử. Bóp sẽ ra đều keo nhá. Đây. Đấy, khi mình bóp xong thì cái keo này nó sẽ không bị rỉ ra nữa. Đấy, nó nguyên vẹn luôn. Nó không bị rỉ ra, rất là bẩn và rất khó chịu. Khi mà mình bóp vào, bóp căng vào thì cái thanh cái phần này nó sẽ đi vào bên vé này. Lúc mà mình nhả ra thì cái phần này sẽ nhích ra một chút. Đấy, nhích ra một chút có nghĩa là cái thanh đẩy này cũng nhích ra một phần nhất định để cái phần thanh đẩy này nó không tiếp xúc với lại cái ống bắn keo nữa nên không tạo lực ép lên đấy nữa. Cái thanh đẩy này sẽ có hai lưỡi gà giúp khi mình thao tác thì lực đẩy nó sẽ được gia tăng và lực bóp nó sẽ được giảm đi, lúc mình thao tác thì mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Đấy, cũng là rất là hay.